bán được mờ anh cút trần duy hưng trần duy hưng trần duy hưng trần duy hưng tờ 53 ninh hòa thửa 43 diện tích là 16 sáu lộn một phẩy ở đây nó có cái chữ xanh xanh ha à, lỗi phong chữ không thấy đường nha tiktok ơi đó, còn chỗ này nè, nó không có chữ màu xanh ha Thì anh cũng không dám nói ra là ba mày tấn công đâu Nếu mà một người bình thường ha, vô gặp miếng đất này ha Nhìn vô thấy suối, ô suối, đúng suối vàng luôn á Suối vàng ông nội bà nội gặp nhau chỗ này nè Đó, là do miếng đất này nha Khoan nè, nhìn nè, miếng đất này nó còn lỡ một khúc nè mà nó lại không có số thửa và diện tích giống như thằng này nè giống thằng này nè những thằng khác đều có nè thằng này tại sao không có khả năng đây là một miếng đất không chứng minh được nguồn gốc và đây là đất không của ai cả ráp vô quy hoạch ninh hòa ha thì miếng đất này được phủ một màu hồng chươi như nụ cười của ba gặp mẹ tập nhau tại chỗ này tạch đó hai ông bà gặp nhau tạch đúng chỗ này nè phóng xa ra tí nè đây không ai mà tự nhiên lên màu hồng cho mày làm cái con đường cho mày để mày hưởng cái màu hồng này trọn vẹn cả ha hmm. anh phóng xa tí nè khu nghỉ dưỡng y học dân tộc rồi hiểu vấn đề chưa cái miếng anh hỏi ra thì tim của anh kiểm ba lần rồi ha và tụi anh biết nó bị gì thật ra anh cũng biết trần dưới hưng là cái gì nhưng mà anh nghĩ 10 cuốc mới đủ bịt miệng anh à ừ. em sẽ qua để lên